Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Rất vui khi được quay trở lại cùng anh em trong video ngày hôm nay. Và trong video lần này, đồng hồ Minh Triệu sẽ cùng anh em trải nghiệm một chiếc FC. Đây là một chiếc qua sử dụng, độ mới cao, còn đầy đủ bóc của FC đi kèm anh em ạ. Trên tay mình là một chiếc bóc của FC và mình sẽ cùng anh em trải nghiệm bên trong. Hộp chính của chúng ta sẽ là một chiếc hộp của FC với thiết kế dáng quen thuộc rồi. Một cái màu xanh đen với những cái vân da sần rất là sang trọng. Bên dưới thì sẽ là nơi chứa một số giấy tờ đi kèm cũng như là cuốn sách hướng dẫn sử dụng của FC. Thì anh em về có thể nghiên cứu tìm hiểu thêm. Mình sẽ tạm gác cái vỏ bọc này sang một bên để cùng anh em trải nghiệm nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chiếc FC mà ngày hôm nay mình chia sẻ với anh em là một chiếc khá đặc biệt. Nó tuy không phải là bản Limited Edition, không phải là bản giới hạn toàn cầu, nhưng nó là một cái bản rất là hiếm anh em ạ. Sở hữu mặt dial màu xanh blue, có thể thấy là với mặt xanh blue này thì thực sự nó cực kỳ hiếm. Hiện tại thì hàng new còn đang cháy hàng anh em nhé, nên hàng lướt thì thực sự còn khó tìm hơn anh em ạ. Chiếc này thì ở thời gian vừa rồi đã có rất là nhiều anh em liên hệ mình để tìm cho anh khách của chúng ta một chiếc mặt xanh blue, nhưng thực sự là ở thời điểm đó thì bên mình chưa thể về được. Và rất là may mắn thì ở trong video này thì bên mình về được một chiếc có độ mới rất là cao, cũng như là cái mức giá vô cùng hợp lý để cho anh em chơi và trải nghiệm. Thực sự là một cái thiết mặt xanh blue này giúp anh em trên tay, nó tạo cho chúng ta cảm giác điều nó trẻ trung và nó sức hút hơn rất là nhiều anh em ạ. Đi kèm sẽ là bộ dây thiết kế dạng da cá sấu, và đây cũng là bộ dây zin của chiếc FC này với màu xanh blue, màu xanh đen rất là sang trọng anh em nhé. Bộ dây sử dụng là size 22. Ở trên này của chúng ta với cái dáng tanh quen thuộc kết hợp ô lịch này, chúng ta sẽ có một cái đường kính là chiều dài sẽ là 47, chiều ngang sẽ là 31, nó sẽ tương đương với size 40-41 của mặt tròn. Và phần thân của chúng ta thiết kế cong bo xuống như này thì khi anh em trên tay ạ, nó sẽ ôm trọn cái cổ tay của anh em. Và mình sẽ lên tay để anh em thấy được độ đẹp, độ chất của chiếc FC này ạ. Thực sự là cái thiết kế dáng vuông, sorry anh em, dáng hình chữ nhật, góc cạnh nam tính này thì anh em lên tay ạ, cảm giác rất là manly, nó có gì đó rất là đàn ông anh em nhé. Bên trong mặt số của chúng ta nổi bật thì sẽ là vị trí open heart nằm tại góc 12 giờ, nơi được mệnh danh là trái tim của đồng hồ. Nơi này chúng ta sẽ có viên đá ruby này, cùng với cả một cái vòng lịch được thiết kế dạng skeleton lộ hẳn ra như này. Và cái chi tiết mà nơi chứa viên đá ruby cũng được các nghệ nhân hoàn thiện bởi những vân đánh xoáy, cho thấy độ hoàn thiện rất là kỹ trên chiếc FC này. Ô lịch này thì được bố trí nằm tại góc 6 giờ và ô lịch sẽ chạy tuần hoàn từ góc 6 giờ qua góc 12 giờ. Và khi lịch nhảy thì anh em sẽ nhìn thấy lịch của chúng ta nhảy không chỉ ở góc 6 giờ mà ở vị trí góc 12 giờ của chúng ta lịch cũng sẽ nhảy theo anh em nhé. Và FC là một trong số rất là ít những thương hiệu đồng hồ có thể thiết kế ô lịch số hiển thị bên trong được thiết kế bằng kim loại. Anh em thì thấy đây toàn bộ những cái số này được thiết kế bằng kim loại anh em nhé. Và để thiết kế dạng kim loại này thì đòi hỏi các nghệ nhân của chúng ta phải mất nhiều công đoạn hơn và nó khó hơn rất là nhiều. Thường thì những chiếc đồng hồ anh em để ý nó chỉ là mực in trên một cái nền nào đó thôi, nhưng với chiếc FC của chúng ta ngày hôm nay thì FC lại được thiết kế một cửa sổ lộ tim open heart, lại có lịch ngày. Đây là một chủng thiết kế vô cùng táo bạo của FC đó. Anh em có thể thấy thì lòng ngoài cùng của chúng ta thì sẽ là nơi chứa những cọc số la mã để tăng phần cổ điển. Mặt kính sử dụng trên chiếc này vẫn là mặt kính sapphire. Góc trong cùng của chúng ta nơi ở bên trong cái vòng tròn chưa phút ạ, chúng ta sẽ có dòng chữ Frederick Constant Geneva này. Chúng ta sẽ có các cái vân họa tiết ở bên trong tạo hình rất là đẹp. Đây là những cái vân sóng, nó tựa như là vân là lúa anh em ạ. Bộ kim được phủ dạ quang ở kim giờ, kim phút và kim giây chạy rất là mượt nhờ sử dụng bộ máy có tần số rộng là 28.800 VBH. Vị trí góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ là Skip Mate này. Toàn thân chiếc này được sử dụng bằng thép 316L, bắt sáng rất là tốt. Ở 4 điểm lắc tu lắc thì chúng ta sẽ được thiết kế bằng 4 con ốc vít, nó nằm tại 4 điểm. Chúng ta sẽ có một cái núm chính nằm tại góc 3 giờ và núm của chúng ta thiết kế dạng núm quả quýt để tăng phần cổ điển khi mà kết hợp với cặp số la mã. Và với thiết kế này cũng giúp anh em dễ dàng lên cót tay và chúng ta có thể kéo núm ra, điều chỉnh lịch và giờ rất là tiện lợi. Đi kèm sẽ là sợi dây da cá sấu màu xanh đen. Bộ dây này rất là hợp với cả mặt dial màu xanh này anh em nhé. Thực sự là những cái sản phẩm qua sử dụng mà vẫn còn giữ được những cái bộ dây da nguyên bản như này, cho thấy sản phẩm của chúng ta độ mới còn rất là cao anh em ạ. Và thực sự thì ở cái chiếc FC này thì anh em thấy là qua sử dụng nhưng gần như chưa có một vết xây sát gì cả, chỉ có vài vết sức răm lông mèo theo thời gian thôi, nhìn kỹ mới thấy anh em ạ. Đi kèm sẽ là một cái bộ khóa xiên của FC, bên trên sẽ có dòng chữ là có một cái logo hình cái khiên của FC, và toàn bộ khóa cũng được thiết kế bằng thép không gỉ anh em nhé. Mặt sau của chúng ta thì được FC thiết kế lộ máy. Bộ máy sử dụng trên chiếc này là bộ máy FC303. Bộ máy này được bay trên nền tảng của máy Celita FVK200. Với bộ máy này thì anh em sẽ có 26 chân kính, 28.800 dao động, và chúng ta sẽ có khoảng 40 giờ tích cót cho anh em trải nghiệm. Cụ máy rất là tuyệt vời. Quả văng của chúng ta thiết kế màu vàng rất là nổi bật, và bên trên chúng ta sẽ có dòng chữ là Frederick Constant. Chúng ta sẽ có 26 26 Jugil Skip Mate này. Ở đây chúng ta sẽ có một trái tim của đồng hồ, Balan Wheel.
Ở vị trí này chúng ta sẽ có cần gạt chỉnh nhanh chậm này, hệ thống vành tóc bên dưới. Cùng với đó chúng ta có thể ngắm nhìn những cái chuyển động rất là tuyệt vời của một cỗ máy cơ khí với những cái vân trải tia rất là nhỏ ở bên trong cũng như là phần viền máy, những chân kính màu hồng cực kỳ bé như những cái đầu trục bên trong. Mặt sau chúng ta sẽ được cố định bởi bốn con vít nằm tại bốn điểm, và với thiết kế này thì sẽ giúp cho chiếc đồng hồ chúng ta tăng khả năng chống sốc cũng như là khả năng kháng nước tốt hơn rất là nhiều. Mặt sau chúng ta sẽ được chuyện khác một số thông tin là dòng chữ Sapphire Rideau này. Chúng ta sẽ có độ chống nước là 3 ATM, bộ máy sử dụng là FC303, một số series number là 317, 4689. Và chiếc FC của chúng ta với thiết kế dáng tanh và được trang bị một cái mặt đầu màu xanh blue có thể nói là vô cùng hiếm thời điểm hiện tại. Chiếc này thì bên mình đã giao lưu với anh khách rồi. Bên mình quay lại cái video để anh em có những cái trải nghiệm tốt hơn về những cái sản phẩm của bên mình. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu.